Người Israel trên khắp đất nước đã cùng nhau tưởng niệm cho các nạn nhân người Do Thái nhân dịp ngày tưởng niệm Holocaust hàng năm. Đúng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 5, theo giờ địa phương, toàn bộ đất nước Israel đã tạm dừng mọi hoạt động để dành ra 2 phút mặc niệm. Công nhân đang làm việc, xe ô tô đang chạy trên đường, mọi người dân dù đang dang dở công việc gì cũng đều dừng lại, tưởng nhớ hơn 6 triệu nạn nhân người Do Thái đã bị phát xít Đức sát hại trong chiến tranh. Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện hàng năm trên khắp các địa phương tại Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog cũng đã tham dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Yad Vashem, trung tâm tưởng niệm nạn nhân Do Thái ở Jerusalem. Ngày tưởng niệm các nạn nhân thảm họa diệt chủng Holocaust được lấy vào ngày 27 tháng Nisan, là ngày thứ nhất theo năm của lịch Do Thái, nên mỗi năm sẽ có sự thay đổi về ngày tháng theo công lịch.